Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết sáng nay của báo Thanh hóa điện tử. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa, hôm nay ngày mùng 4 tháng 8, thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh mây thay đổi, đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Khu vực Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước. Mây thay đổi, đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày trời nắng. Chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ C, độ ẩm từ 60 đến 97%. Khu vực Lang Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Thạch Thành, Cẩm Thủy. Đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày trời nắng. Chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C, độ ẩm từ 60 đến 97%. Khu vực như Xuân như Thanh mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C, độ ẩm từ 60 đến 97%. Khu vực triệu Sơn, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Yên Định mây thay đổi, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày trời nắng, gió tây nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C, độ ẩm từ 65 đến 97% khu vực Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Đông Sơn, Quảng Sương và Nông Cống. Mây thay đổi, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày trời nắng. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C, độ ẩm từ 65 đến 97%. Khu vực thị xã Bỉm Sơn, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào và rông, ngày trời nắng. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C, độ ẩm từ 68 đến 97%. Khu vực thành phố Thanh Hóa, đêm có lúc có mưa rào và rông, ngày trời nắng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C, độ ẩm từ 68 đến 97%. Khu vực thành phố Sầm Sơn, đêm có lúc có mưa rào và rông, ngày trời nắng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C, độ ẩm từ 68 đến 97%. Khu vực thị xã Nghi Sơn, đêm có lúc có mưa rào và sông, ngày trời nắng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ C, độ ẩm từ 65 đến 97%. Vùng biển Thanh Hóa, mây thay đổi, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2 m Trong 48 giờ tới, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày trời nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, ngoài khơi cấp 4, độ cao sóng lớn nhất từ 1 đến 1,5 mét. Cảnh báo trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Và tiếp theo sẽ là dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 4 tháng 8. Khu vực thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Ngày trời nắng, chiều tối mai có lúc có mưa rào và rông, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, cao nhất từ 31 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng vùng núi có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Có nơi nắng nóng, riêng phía nam từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 32 đến 33 độ C, riêng phía Nam từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và sông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam từ 32 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 32 đến 33 độ C. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin dự báo thời tiết sáng nay của báo Thanh Hóa điện tử. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.